Rồi, đầu tiên là cái chậu mình thay này. Chậu này mà thay mình thay này các bạn này. Đầu tiên mình sẽ cho cái hạt to phim xuống phía dưới nhá. Đó hình đáy chậu. Hạt to này. Cho đáy chậu. Đó, bỏ đây. Theo mình mình sẽ rút khỏi cái chậu này. Rút cây trong cái chậu này ra. Nó cũng chặt đấy. Đây các bạn. Đấy, cái bệ rễ nó đóng lại đây. Giờ mình sẽ xỉa con bớt. Đất cũ ra nhé. Xỉa đất cũ ra. Giờ mình sẽ cắt bỏ đất này. Cắt bỏ một phần rễ. Rồi các bạn. Giờ mình sẽ chọn cái vị trí cái hạt to mình cho xuống dưới. Cho cái hạt to lên. Giờ mình đặt vào nhé, đặt vị trí cây này. Giờ mình tạo thế đậu táng nó luôn. Sắp một số những cái rễ này mình phải sắp lại để nó chuẩn theo hướng chuẩn của nó. Các bạn nhìn rõ đó. Mình nhồi xung quanh. Xem mình sẽ cho một ít bốc tiếp theo cả. Mỗi một lần mình thay chậu là mình đẩy thêm cái phần rễ này nó cao lên các bạn nhé. Đẩy nó cao để cho nó lộ cái rễ này. Này, dựng lộ cái rễ này ra. Thay chậu phải làm những công tác vậy. Nhồi xung quanh. Bây giờ mình kiểm tra lần cuối nhé, xem cái vị trí cái cây nó đã đổ theo cái dạng thế chưa, chọn chuẩn chưa. Đấy, nó phải đổ như thế này các bạn nhé. Xoay này, ok.
kiểm tra lần cuối thì mình nhồi chặt rễ. Tạm thời nó ok các bạn. Và bây giờ mình sẽ nhồi chặt vào. Đồng thời mình nhét ít phần này. Phần hữu cơ mình ăn nó xuống. Sau này nó cứ thế mượn thế nó ăn thôi. Mình chỉnh thêm. À, các bạn nhìn này. À, đây là giống xanh Nam Điền các bạn nhé. Đấy, cây này thì mình nuôi nó từ một cái nhánh rễ đấy. Một cái rễ này. Rễ cây các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ vẫn dùng cái be này mình be lại. Xem kích thước của nó có vừa không. Mình vẫn phải be nó lại. Vừa đấy các bạn. Cây nó vị trí và ổn, vị trí ok chưa? Đây, các bạn thấy chưa? Đây là cái xanh Nam Điền mình đã thay vừa thay đất xong nhá. Để cơ bản là thay thì mình phải sửa một số cái rễ. Cắt một số cái rễ đi. Rồi mình sẽ cắt tỉa bỏ một số những không cần thiết, những cái rễ hỏng. Ờ, cái này thì mình vẫn nuôi các bạn. Nuôi nó. Nuôi cho nó gốc nó to hơn một chút nữa thì mình cắt. Để cắt nó chưa thích hợp lắm. Ok, mình cơ bản thì đây là cái khâu thay đất, thay sang chậu cho cây xanh này đã xong. Mình hy vọng là một thời gian cây này sẽ phát triển tốt. Để cho một phần hữu cơ ở phần trên. Cái phần bò này nhiều khi nó nhiều những cái một thời gian mà sau có những cái con, những cái ấu trùng nữa.
Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh Bonsai Channel nhé, ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.